Mà anh hai, anh nghĩ thử coi giữa anh và tôi, má thương ai nhiều hơn? Thì tất nhiên má thương hai đứa đồng đều rồi. Đồng đều. Anh mơ đi. Tất nhiên là má thương tôi nhiều hơn rồi. Tôi gần gũi với má từ nhỏ tới lớn, còn anh chỉ mới dạo rầy thôi. Mà anh còn nhớ hôm bữa tôi nói gì với anh không? Chú nói chuyện gì? Thì đừng thấy tôi kêu anh là anh hai rồi lấn lướt nghe. Tôi có lấn lướt gì chú đâu. Không lấn lướt thì đừng có giành má. Tôi giỡn với anh hai đó. Vô. Vô anh hai. Má. Má. Giờ má nằm nghỉ cho con một chút nghe. Con ra sau bếp lấy nước ngâm chân cho má. Con nấu nãy giờ chắc cũng gần xong rồi. Nghĩa. Áo hồi nhỏ của chú Du hả má? Nhìn dễ cưng ghê. Nghĩa. Dạ. Con ngồi đó đi, má nói chuyện với con. Mấy cái áo này là của con đó. Hay nói đúng hơn là má tự may mấy cái áo này để mong có ngày tìm được con rồi cho con mặc. Từ đó cho đến bây giờ má mới gặp lại con. Con lớn bụng lên như vậy, những năm đó đêm nào má cũng ôm những chiếc áo này thì mới dỗ giấc được. Má ôm những chiếc áo này mà cứ như là ôm con ở trong lòng. Rồi má ước mong một ngày thật sự là được ôm con. Nghĩa ơi, bây giờ thì con đã ngồi trước mặt má rồi. Má được ôm con thật sự rồi. Thì ra bấy lâu nay má gạt mình, má không thương mình. Trong lòng má chỉ có anh hai thôi. Ủa, nay cậu về sớm vậy? Em tưởng chiều cậu mới về. Bà kêu cậu hai chở bà đi chùa. Chắc cậu với bà ăn diện ngoài luôn rồi á. Được ăn với con thì ăn cái gì má cũng thấy ngon hết á. Từ hồi có con ở nhà, má ăn cũng ngon, ngủ cũng yên nữa. Chưa bao giờ mà má thấy hạnh phúc cho bây giờ. Du, con về hồi nào? Má với anh hai tưởng là chiều tối con mới về đó. Con mệt. Ăn cơm mà sao đồ ăn còn yên nguyên vậy con? Má với anh hai có đem thêm đồ ăn về cho con nè. Này chú, ăn thêm đi. Bắt ra trên bàn đi. Con mệt, con muốn đi nghỉ. Hôm nay thằng Du nó làm sao vậy? Chắc là chú Du gặp chuyện gì đó bực mình ở bên ngoài. Không sao đâu, mới cứ để chú Du nghỉ ngơi một chút rồi ăn sau cũng được mà.